rửa cái lá cho nó có cây cái sọt ra, còn mình không có chiên lột ở nhà mình tép từ từ vậy nè. Lột xong lấy cái này nè, mình làm cái cây mai luôn, cái cây lan luôn. Muốn ăn tôm dẹp thì phải có dừa cỡ 5 phút. Gia đình của Hiếu Quỳnh hôm nay tiếp tục mình chia sẻ làm cơm dẹp nha các bạn. Thì trong cái cơm dẹp này nè, đây là cơm dẹp nè, là nhiêu đây là một ký cơm dẹp nha các bạn. Còn dừa, đây là nước cốt dừa 300g. Còn này đường á, thì đường này nó nửa ký nhưng mình lấy chỉ có 300g thôi, với cùng kèm theo trái dừa đó. Mình cơm dẹp thì mình khi mình đem về mình phải sấy nha các bạn. Mình phải đổ ra mình sấy từ từ, bị nó có đầu chấu á. Mình sấy từ từ cho nó đầu chấu nữa mình trộn nó mới ngon nè. Mình phải đi thắng đường nha các bạn. Lấy đường đi thắng đường thấy rồi nè, phải không? Cái cơm dẹp này của bà Năm làm nhà cho nên là mấy bạn không cần phải do, chỉ cần sấy cái đầu chấu thôi. Còn mấy bạn mua cơm dẹp chợ thì mấy bạn có thể là mình yêu thích thì mình do nha. Nhưng mà do thường thường thì mình làm nó không có ngon bằng, cho nên bà Năm cũng làm cơm dẹp ở nhà luôn. Chỉ có sấy lấy cái đầu chấu ra thêm thôi, bởi vì lúc mình đã quết á, mình đã làm sạch rồi. Mình 300g đường thì mình để chút muối vô nha các bạn. Mình đổ nước dừa vô, mình thắng đường nè, thắng cho nó tan đường ra, thắng đường ra. Đây là đường thốt nốt, còn được gọi là đường chải. Thì 300g đường và 300g nước cốt dừa, cho thêm nửa muỗng cà phê muối, mình để lên thắng cho tan hết cái hỗn hợp này ra luôn. Đây là cơm mới nè, bằng là được ông bà Năm làm từ nếp non á, cho nên làm nhà nó rất là đẹp hơn là mình mua ở chợ ha các bạn ha. Mà nó lại sạch hơn nữa, cho nên là mình chỉ có sấy thêm cái phần chấu là ok, không cần phải do. Sau khi tan hết rồi thì mình sẽ tắt bếp. Nó còn nóng như là mình trộn nè, nó mới nở cũng dẹp ra nè. Ngon à. Về cái là ăn vậy đó hả? Thơm, đường nó lót là nó sẽ thơm. Làm bằng nước cát cũng được, nó có nhão đâu, tại vì ta có làm có độ lượng rồi, một ký là chỉ có 600g đường với nước dừa. Còn mình không độ lượng thì mình chọn từ từ. Nếu bạn nào không có đường thốt nốt thì mình sử dụng đường cát. Đường cát thì nó không có thơm bằng cái đường thốt nốt, thì nó có cái đặc trưng của nó riêng. Món này cũng dễ ha. Đây là món ăn đơn giản nhất, dễ làm nhất mà cũng khó tìm nhất, tại vì cơm dẹp rất là khó làm. Khó nhất công đoạn làm cơm. Giả từ cái nếp non rang rồi mới giả. Đây, đó. Trộn lên. Quá êm đó.
bóng rồi đó, bắt đầu nó rút dừa vô, nó rút đường vô, béo béo ngọt ngọt. Cơm dẹp này cũng lại là béo luôn. Đây là để 2 tiếng đồng hồ sau đó, mình làm như thế này nè cho nó thiệt là đều, 2 tiếng nó mới thấm nước cốt dừa, thấm đường. Rồi mình sẽ tiếp tục nó là cho các bạn thấy là mình ăn với dừa và dừa vào như thế nào ha. Tuy là nó đơn giản cũng nghệ thuật nha các bạn ha. Các bạn cứ tham khảo, chia sẻ chứ, cùng chia sẻ rồi mình góp ý với nhau ha. Vì mỗi nơi mỗi chỗ thì cũng có cái cách ăn. Cái phần cấm dẹp á, sau 1 tiếng đồng hồ rồi, đây là cái phần nước nước dừa lúc nãy mà mình chặt ra đó mấy bạn nè. Hồi nãy mình chặt trái dừa đó, bây giờ là 400 gram nước dừa, cho vào đây một ít lá dứa mà cắt nè. Mình sẽ bắt lên nấu cho nó sôi lên một tí nha, đây là phần quan trọng nhất. Thường á, thì mấy bạn nấu cái phần nước cốt dừa gấp đôi lên, mà không, nếu mấy bạn không có nước dừa thì mình nấu nước cốt dừa gấp đôi lên, có nghĩa là bỏ thêm 400 gram nước cốt dừa nữa nấu vào trong nước đường. Nhưng ở đây thì ông bà Năm nấu theo kiểu truyền thống nào giờ đó là mình không có vô sử dụng nước cốt dừa nhiều quá, mà sử dụng luôn cái phần nước dừa. Cho nên là nước dừa mình tiếp theo mình đã chặt lúc nãy là 400 gram, nấu thêm với lá dứa để cho nó ấm ấm, rồi mình sẽ trực tiếp đổ vào đây. Rồi sẽ chờ nửa giờ đồng hồ nữa nó nở ra là mình có thể thưởng thức được luôn rồi. Rồi mình sẽ đều sang đều cái phần nước cốt dừa, nước dừa này lên. Bởi vì á, mình còn bào cái sợi dừa vào trong cốm này cho nên là mình không có làm béo quá. Có thể thì mấy bạn tăng nước cốt dừa lên thêm 400 gram, nhưng mà mình làm bằng nước dừa này nó vừa thơm lá dứa nè, mà nó lại thơm, nó không có béo quá ở trong cái phần cốm. Một lát nữa mình bào thêm dừa nữa là ăn rất là ngon, vừa luôn mà đặc biệt lại thơm nữa. Rồi bây giờ mình sẽ để cho cốm này nó nở ra nữa, mình sẽ bào dừa. Sau khi mấy bạn thấy cấm dẹp của mình đã hoàn thành rồi nè, nó không nhão mà nó cũng không có khô quá, nó vừa thôi như vậy nè, đó, nhìn như sôi vậy đó. Rồi mình sẽ bào dừa. Này tùy theo mình muốn ăn dừa nhiều trộn nhiều nha các bạn. Nhưng mà năm này trộn mà dừa đủ ăn, muốn ăn nhiều thì trộn dừa thêm cho nó ngon, nó béo. Đây là dừa ăn rồi đó, dẹp mình nó mềm rồi đó các bạn. Ở đây là một cái những cái nguyên liệu là 1 ký cốm dẹp, 300 gram nước cốt dừa và 300 gram đường và 400 gram nước dừa tươi nha mấy bạn. Ở nước dừa ở trong của trái dừa lúc nãy đó, nấu hòa quyện chung với nhau, trộn đều lên. Bây giờ thì chỉ có việc là thưởng thức nữa. Bạn nào không muốn sử dụng nước dừa thì mình sẽ nấu chung với nước đường luôn, là tổng cộng là nước cốt dừa là 700 gram. Đâu, cái này bỏ vô vậy hả? Cốm nè, cốm dẹp. Cốm dẹp mà ta đập rồi dẹp nhẹ nhẹ cốm dẹp. À, cho con gói nè. Đây, ăn là phải dắt vậy hả, dắt như sôi vậy nè. Bóp lại. À, dắt như sôi. Hồi lúc làm á, thì cho nó bời rời, lúc chế biến á, thì cho nó bời rời. Đó, cho miếng dừa vô. À, lúc ăn thì cho nó... Cảm cảm vậy vô. Ừ, cũng ngon chứ. Ăn ngon. Ăn ngon, ăn ngon. Khỏi có phải muỗng đũa gì cho. Dừa nhiều nó mới ngon, cấm dẹp mà nè. Nó không có là dầu dừa, dừa nó ra nè. Dừa thắng nó ra nè, nước đó, dừa nhiều nó mới ngon, cấm dẹp là. Cái này ý là mình không có dùng nước cốt dừa nhiều quá, mà mình chỉ dùng thêm nước dừa đó, mà béo tới vậy luôn á.
đây vừa đứt vừa thắng nè, phải không? Vừa thắng vừa để chung với đường á. Quá à. Gói gì là 5.000 gói. Cho nên mấy bạn cứ làm theo cái công thức của ông bà Năm là mình bỏ bớt cái phần nước cốt dừa mà mình thêm cái phần nước dừa mình đập lúc nãy đó, là đảm bảo nó sẽ béo mà vừa thôi, nó không có béo quá chừng. Nếu mà nước cốt dừa mà đúng với cái quy trình đó thì nó béo dữ luôn à nha. Béo dữ luôn á. Phải thêm nước dừa tươi đi là thấy nó ngon. Dừa tươi nó vừa thơm nữa. Dừa thơm nó nhẹ nhẹ màu lá dứa. Để lá dứa vô, nó dừa tươi lắm. Ý là thắng nãy mà nó còn gì nè nè ha. Ướt lá luôn. Mình mà nó béo quá ha, béo dữ lắm. Béo ngọt. Có 300g đường là vừa. Vừa béo được nhiều mà, lại vừa sát nữa. Sát vừa. Vừa mềm mà nó dẻo dẻo, nó ngọt ngọt, béo. Thơm, cơm dẹp. Rồi, chào các bạn á. Mình yêu thích lâu lâu mình làm món rồi coi. Thử coi phải gia đình chúng mình nói là có thử hạt không ha.